Và ta xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại nghĩa trang Lái Thiêu thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và ở tại đây thì tôi được tìm hiểu thì đây chính là nơi mà ăn nghỉ của một nhân vật lịch sử rất là nổi tiếng. Đó chính là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên, Ngô Đình Diệm. Và mộ của ông ở đâu và hiện trạng hiện nay như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nha các bạn. Đó, và bây giờ thì tôi đang là đi vào cổng của nghĩa trang Lái Thiêu đây rồi. Và đến đây thì chúng ta sẽ đi qua cái cổng này và đi thẳng vào đây. Tôi được chỉ dẫn là sẽ đi, sau khi đi vào đây thì sẽ đi vào con đường gọi trái này để mà đi vào phía trong mộ của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Tôi cũng chưa biết rằng là mộ của ông ở chỗ nào nữa, vậy nên là tôi cứ đi theo cái sự chỉ dẫn. Và đến đây thì chúng ta sẽ hỏi tiếp xem là mộ của ông ở đâu. Tôi sẽ hỏi cô coi. Cô ơi, cô cho hỏi là mộ của ông Ngô Đình Diệm là ở đâu ạ? Ngô Đình Diệm hả? Vâng, vâng. Lên ngay chỗ cái đường đó thì con chạy lên tới hả? Vâng. Ngay chỗ cái qua cái chòi chút cái đường hẻm bên đó đó. Bên trái luôn. Bên dạ vâng, cho cảm ơn nhé. Dạ cảm ơn cô. Thì chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ cô chỉ là đi qua cái chòi này một chút nè. Sẽ có cái đường bên trái để đi vào. Ở đây có một cái chòi. Đây trong đây cái chòi trong đây đây. Thì giờ tôi sẽ vào đây tôi hỏi, để tôi sẽ hỏi các cô các chú ở trong đây. Cái chòi. Chắc là ở đâu đây thôi, nhưng mà nếu mà không hỏi thì chắc không biết đâu, tại vì nghĩa trang nó lớn lắm. Có mộ của ông Diệm ở trong đây rồi cơ. Là vô trong đây. Chúng ta sẽ đi cùng theo ha các bạn. Vô đây hả cô? Thì chúng ta sẽ đi vào đây. Ở đây thì tôi đang thấy là có rất nhiều. Đây khu nghĩa trang rất là lớn, rất là to. Và nó có tên là nghĩa trang Lái Thiêu nha các bạn. Mọi người hôm nay thấy, cháu thấy mọi người tụ tập đấy đông ghê cô nhờ. Mới là làm gì đông thế? Người ta quay mã đó. À thế à? À, các bạn có thể thấy ở đây là các ngôi mộ có thánh giá ở trên. Cũng có cả những ngôi mộ mà có biểu tượng của Phật giáo nữa. Tức là ở đây là cả Phật giáo lẫn Công giáo thì cũng đều chôn trong nghĩa trang này. Khu vực nghĩa trang này là gần luôn cái chỗ con đường tỉnh lộ 13 ở tại Bình Dương luôn đó các bạn. Ở trong đây thì khu này thì đây là cả một cái khu mà các cái bia mộ là của người Công giáo này. Đó các bạn có thể nhìn thấy ở đây là có những cây thánh giá ở phía trên, hoặc là ở đây thì có tên ở trên các phần mộ á, là tên thánh. Chỗ này thì có những ngôi mộ chắc có lẽ là được gọi là gì, bốc lên rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến đây để mà thăm mộ của một vị tổng thống, một người lãnh đạo cao nhất của thời Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Ông chính là người đã khai sinh ra nền Cộng Hòa ở tại Việt Nam, miền Nam Việt Nam đấy các bạn. Và chúng ta được biết với tên là Việt Nam Cộng Hòa. Mà vào thời của ông thì nơi này là được gọi là đệ nhất Cộng Hòa. À, bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy ở đây đó là mộ của Jacob Đệ. Ngày mất là ngày 2 tháng 1
năm 1963. Đấy, Jacobi tức là đây này các bạn này, là tên thánh. Còn đệ thì chắc tôi phỏng đoán đó là ông Ngô Đình Nhu. Đấy, đúng không cô nhỉ? Có phải không cô? Đấy. Còn ở đây thì tôi thấy ngay cạnh của mộ của ông Jacobi đệ, đó là Lucia Phạm Thị Thân. Đó. Và bây giờ thì tôi sẽ thắp hương đã. Cô ơi, cho hỏi cô này là mọi người có nhiều người đến thăm mộ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm không cô? Dạ, nhiều lắm chú. Nhiều lắm à? Ừ. Tức là thường mọi người vào thăm vào những dịp nào cô? Là lễ những bữa mà ngày Thanh Minh này nọ đó. À, những ngày Thanh Minh, ngày lễ này kia đúng không ạ? Là mọi người sẽ đến. Và đấy, tôi có mua hương và tôi cô đang nói là để cô thắp cho. Theo những gì mà cô Nga vừa chia sẻ thì ở tại đây là cũng có rất là nhiều người là đến viếng thăm. Và trước mặt của chúng ta đó là mộ của Gioan Bautista Huynh, mất ngày 2 tháng 1 năm 1963. Đó, và trên ngôi mộ thì không có hình ảnh mà là một hai cái bụi tre, một bụi tre nhỏ và một bụi tre nó cao hơn ở bên trên. Bụi tre, một biểu tượng của Việt Nam. Và trên bia mộ thì tôi đang thấy là đây là một cái bia mộ bằng bê tông, xây bằng đây, được xây bằng xi măng này. Đó, có sỏi, sỏi trắng. Phía trên thì có cây thánh giá. Và ở đây thì mọi người thắp nến rất là nhiều nên nó bị chảy này. Nó đã chảy ra cả trên mộ luôn. Nó làm ố một cái phần ở phía trên của bia mộ. Và một hương mọi người thắp không hết là để lại đây. Một ngôi mộ thì không có gì là to lớn cả, mà cũng như bao ngôi mộ khác thôi. Cũng không... ở đây thì có cây thánh giá ở phía trên, trên bia mộ thôi. Thôi cô để con thắp cho. Từ nãy đến giờ cô chưa thắp được nên là giờ tôi sẽ thắp nha. Cô để cháu thắp cho. Đây cháu có mang theo cho thắp cho. Bây giờ thì chúng ta sẽ thắp hương cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, đó là ông Ngô Đình Diệm ở đây. Đây, tôi sẽ thắp hương. Cho ông. Rồi. Còn đây là bà Lucia Phạm Thị Thân, mất ngày 2 tháng 1 năm 1964. Rồi sau một cái khoảng thời gian nó không được lâu, sau khi mà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là mất thì đây. Hương đã được thắp được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ, tôi sẽ đến đây là tôi thắp hương cho bà trước nha. Rồi. Đó. Đây là thân mẫu của ông Ngô Đình Diệm. Bây giờ thì tôi sẽ thắp hương cho ông Jacobi đệ, tức là ông Ngô Đình Nhu. Và tôi cũng được biết rằng là cùng với ông Ngô Đình Diệm, thân mẫu của ông là bà Phạm Thị Thân, thì và đệ, người đệ của ông, tức là người ông Ngô Đình Nhu đấy, là Jacobi đệ ở đây. Đó thì còn có một người rất là đặc biệt, đó chính là ông Ngô Đình Cẩn cũng ở đây. Tôi sẽ đi ra đây thắp hương luôn. Đây là mộ của ông Ngô Đình Cẩn. Một đây các bạn có thể nhìn thấy là Gian Bautista Cẩn, mất năm 1965. Tôi sẽ thắp hương luôn cho ông Cẩn ở đây.
Rồi cô ơi, cháu cảm ơn cô nhá. Rồi đây là mộ của ông Ngô Đình Cẩn, là người em của ông Ngô Đình Nhu cũng như là ông Ngô Đình Diệm. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu mộ của ông Ngô Đình Diệm. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đến thăm ngôi mộ của vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa khi xưa, người lãnh đạo tối cao ở tại miền Nam Việt Nam từ năm 1955 cho đến năm 1963, trước khi mà ông bị đảo chính. Và lúc đó thì ông đang là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Một chút thông tin về ông Ngô Đình Diệm ấy, thì ông Ngô Đình Diệm là Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 cho đến năm 1963. Và ông cũng là lãnh đạo của Đảng Cần Lao Nhân Vị. Và sau cái cuộc tuyển cử thì ông cùng với em trai của mình, đó là Ngô Đình Nhu, đã lập chính phủ và đứng đầu cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày ấy. Ông Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901. Và ngày mất thì chúng ta được biết rồi đây, là ngày 2 tháng 11 năm 1963. Thì ông mất. Thì cái việc mà ông mất ấy, cũng là một cái sự kiện mà nó làm thay đổi cái tình hình chính trị ở tại miền Nam. Thì trong cái khoảng thời gian mà ông Ngô Đình Diệm mà lãnh đạo thì ông là một cái người cực kỳ nổi tiếng đối với cái việc là phong trào là chống cộng và chống Việt Minh. Và thực ra ông Ngô Đình Diệm này này cũng là một cái người mà có cái tinh thần dân tộc rất là cao. Và mặc dù ông là cái người mà được Mỹ là ủng hộ và lập lên để mà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đấy, tức là lập lên đệ nhất Cộng Hòa. Tuy nhiên thì ông Ngô Đình Diệm thì lại không muốn rằng là Việt Nam nằm dưới sự lệ thuộc của Mỹ. Mà chính vì thế mà người Mỹ không hài lòng và đã cho những cái tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa đó, và đã thực hiện cái cuộc đảo chánh vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Và trong cái cuộc đảo chánh đó thì ông Ngô Đình Diệm và người em của mình, đó là ông Jacobê Đệ, tức là ông Ngô Đình Nhu đấy, là đã chạy trốn được. Thì ông Ngô Đình Diệm cùng với người em trai của mình, đó là cố vấn Ngô Đình Nhu, đã đến với nhà thờ Cha Tam, tức là tại khu vực Chợ Lớn ấy, để lánh nạn. Và đến ngày 2 tháng 11 năm 1963, tức là chỉ có một ngày sau, thì ông Ngô Đình Diệm đã yêu cầu là gọi điện và rồi là đồng ý với các cái nhóm mà tướng lãnh đảo chính do Dương Văn Minh. Ngày đó là ông đấy cũng là tướng rồi, đại tướng Dương Văn Minh. Thì ông đấy đã đưa một nhóm binh lính mà đến để mà đón ông Ngô Đình Diệm cũng như là ông Ngô Đình Nhu để từ nhà thờ Cha Tam về Bộ Tổng Tham mưu. Và trên cái đường đi thì một người lính dưới quyền của ông Dương Văn Minh, đó là Nguyễn Văn Nhung, đã bắn, dùng một khẩu súng ngắn và bắn hai ông, đó là ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Diệm, trong chiếc xe thiết giáp M113. Và hai ông, do vậy chúng ta đang nhìn thấy là hai ông trên phần mộ đều có ghi là mất cùng ngày, đó là ngày 2 tháng 11 năm 1963. Và sau đó không lâu thì thân mẫu của hai ông, đó là bà Phạm Thị Thân, đã mất sau đó năm 1964, chỉ sau mấy tháng thôi. Có lẽ cũng là bởi bà cũng rất là đau buồn trước sự ra đi của hai ông. Và đây là chúng ta đang đứng ở đây trước phần mộ của một vị tổng thống, người đã sáng lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa của Việt, tức là thời Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thì thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì được gọi là đệ nhất Cộng Hòa. Và ông Ngô Đình Diệm thì có lẽ cũng không thể ngờ rằng là mình là người sáng lập ra Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên lại bị chính những người tướng lãnh dưới quyền của mình, đó là ông Dương Văn Minh này, rồi Trần Văn Đôn và các tướng lãnh khác, trong đó có cả Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sau này, đó là Nguyễn Văn Thiệu,
rồi phó tổng thống là Nguyễn Cao Kỳ đã tham gia đảo chính, và họ đã phản bội lại chính cái người sáng lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa, đó là ông Ngô Đình Diệm này đây. Đó, và rồi hai ông đã cuối cùng thì được một gia đình của người Hoa để mà chôn cất. Và trong khu vực này thì cũng rất gần với cái khu vực của nghĩa trang của người Hoa luôn, ở tại Lái Thiêu. Và hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy thì đây là ngôi mộ của hai anh em nhà Ngô Đình, những người có vị trí cao nhất ở trong cái bộ máy của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa những thời gian đầu. Vào thời mà đệ nhất Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo thì những cái thông tin lịch sử ghi chép lại là các hoạt động của Việt Minh cực kỳ khó khăn, bởi vì cái chính sách là chống cộng và diệt cộng rất là khắc nghiệt mà ông Ngô Đình Diệm đã đưa ra. Trong đó ông ấy sử dụng những cái chính sách như là lập ấp chiến lược, hay là bắt bớ rất là gắt gao những người mà tham gia phong trào cách mạng, phong trào cộng sản đấy, thì bị bắt bớ rất là gắt gao và thậm chí là bị tiêu diệt. Và chính vì thế mà trong cái thời từ năm 1955 cho đến năm 1963 thì những cái phong trào cách mạng và những cái hoạt động cách mạng là trở nên hết sức là khiêm tốn ở tại miền Nam. Và chỉ sau khi mà đảo chính năm 1963 đó, thì sau đó là những phong trào cách mạng thì mới có cơ hội để quay trở lại và hoạt động rất là tích cực và mạnh mẽ. Sở dĩ mà các tướng lãnh ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể ra tay để mà đảo chính và sát hại hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu là bởi vì có cái sự mà can thiệp và ủng hộ rất là lớn từ Mỹ. Thì người Mỹ từ lâu thì đã sau khi mà ông Ngô Đình Diệm đã nắm quyền thì ông ấy đã cũng không ưa người Mỹ, bởi vì theo những tài liệu mà tôi đọc được thì ông ấy không muốn biến Việt Nam trở thành một cái nơi mà người Mỹ có thể điều khiển giống như là những gì mà người Pháp đã làm ở tại Việt Nam trước kia. Vì trước đây thì ông Ngô Đình Diệm cũng là một người quan trong triều đình Huế, nhưng cũng rất là ghét người Pháp. Và ông Ngô Đình Diệm cũng là một cái người rất là thần tượng và rất là ngưỡng mộ ông Phan Bộ Châu, là một cái nhà yêu nước mà chúng ta cũng đã biết. Vậy nên khi mà lên nắm quyền thì ông cùng với người em của mình là ông Ngô Đình Nhu đã tìm mọi cách để có thể thoát khỏi cái sự mà ảnh hưởng của người Mỹ. Tuy nhiên thì người Mỹ người ta lập nên một chế độ, người ta ủng hộ thì người ta cũng có những cái cách để mà có thể lật đổ. Vậy nên người ta sử dụng chính những cái người tướng lãnh ở phía trong ở quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đấy, mà đứng đầu đó là Dương Văn Minh. Thì những cái người tướng này như là Dương Văn Minh ấy, là những cái người mà rất dễ được Mỹ sai bảo. Vậy nên là sau khi mà chỉ cần người Mỹ ra lệnh thì lúc đó mấy ông đó đã đứng lên để lật đổ người lãnh đạo của mình, đó là ông Ngô Đình Diệm. Và chế độ Việt Nam Cộng Hòa kết thúc kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1963 đến ngày chiều ngày 2 tháng 11 năm 1963, thì cả hai ông, đó là ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm, đã bị sát hại. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với mộ của ông Ngô Đình Cẩn, một nhân vật cũng rất là nổi tiếng. Thì ông Ngô Đình Cẩn là người em của ông Ngô Đình Nhu cũng như là ông Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Cẩn thì không có sống ở tại Sài Gòn đâu. Tuy nhiên thì ông được giao một nhiệm vụ, có thể gọi là cái người mà có quyền rất là lớn ở tại miền Trung. Và trong một cái hành trình trước thì tôi cũng đã đến với một cái căn nhà của ông Ngô Đình Cẩn. Thì sau khi mà ông Ngô Đình Diệm bị đảo chính năm 1963 thì ông Ngô Đình Cẩn sau đó không lâu cũng đã bị cái nhóm mà đảo chính đã bắt và rồi giam ông ở tại nhà giam Chí Hòa. Và sau đó thì đến năm 1965 thì người ta, tức là cái tòa án của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là đệ nhị Cộng Hòa đấy, đã đưa ông Ngô Đình Cẩn
để đi ra xét xử một cái tội, đó là tội phản quốc. Đấy, một cái tội như vậy. Vậy nên là sau đó thì đã ông đã bị kết án là tử hình và người ta đã bắn ông. Rồi sau đó thì chôn ông ở tại khu vực gần với mộ của cả ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn luôn, ông Ngô Đình Diệm luôn. Và tức là năm 1965 thì ông bị đưa ra bắn. Trước đây thì mộ phần của các ông như là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, rồi mẹ của mình đó, và rồi ông Ngô Đình Cẩn nữa thì chưa có ở tại khu vực của nghĩa trang Lái Thiêu này, mà được chôn cất ở tại khu vực nghĩa trang Mạc Đính Chi. Mà bây giờ ấy, chúng ta đi trên đường Hai Bà Trưng có cái công viên, nó là công viên Lê Văn Tám ấy. Đấy, thì các bạn đi trên đấy, đấy chính là ngày xưa nó là nghĩa trang Mạc Đính Chi. Và sau này thì tức là đến năm 1980 thì khu vực nghĩa trang đó đã được di dời, toàn bộ khu vực đó di dời để trở thành một cái công viên như ngày nay. Và mộ của ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm và rồi cả thân mẫu của mình nữa cũng đã được di dời. Và tất cả gia đình của ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, thân mẫu cùng ông Ngô Đình Cẩn đã được đưa về khu vực của nghĩa trang ở Lái Thiêu này. Và ở đây thì chúng ta đã nhìn rất là gần đường luôn đấy các bạn. Đó, ở chỗ này nó có một cái hàng rào bao quanh lấy cái khu vực của nghĩa trang Lái Thiêu. Đây gọi là khu vực nghĩa trang Lái Thiêu B nha các bạn. Và khu vực này rất là dễ tìm kiếm, nên bạn nào có muốn đến thăm mộ của các vị nhân vật lịch sử này thì quý vị cũng có thể đến đây. Một người có rất là nổi tiếng và cũng như là một người mà có cái ảnh hưởng rất là lớn đến một cái khoảng thời gian của lịch sử Việt Nam của chúng ta ở tại miền Nam. Thời gian thì trôi qua rất là lâu, cũng đã hơn 60 năm kể từ khi mà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Ngô Đình Diệm, bị sát hại sau một cái cuộc đảo chính của nhóm tướng lãnh dưới quyền. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều người còn nhớ đến đến ông với nhiều cái lý do khác nhau. Và tất cả bây giờ đã là lịch sử. Với tôi thì ông Ngô Đình Diệm cũng như ông Ngô Đình Nhu là những nhân vật lịch sử cũng rất là nổi tiếng, vì hai ông cũng đã là những người mà đã xây dựng nên, lập nên một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và thời đó gọi là đệ nhất Cộng Hòa ở tại miền Nam Việt Nam. Một lần nữa thì chúng ta sẽ nhìn lại ngôi mộ của vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Ngô Đình Diệm với tên thánh là Gioan Bautista, và người em trai của mình đó là Jacobe Ngô Đình Nhu. Mộ phần của hai ông bây giờ không có được ghi tên đó là Ngô Đình Nhu hay Ngô Đình Diệm, mà ghi là Jacobe Đệ và Gioan Bautista Huynh. Đến đây tôi xin phép được dừng video đến thăm mộ của Tổng thống thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa ở tại miền Nam Việt Nam, ông Ngô Đình Diệm, cùng với người em của mình, đó chính là cố vấn Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và thân mẫu của cả ba anh em ở tại nghĩa trang Lái Thiêu ở tại đây nhé quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn cũng có thể đến để mà tìm hiểu về những nhân vật lịch sử, đó là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thời đệ nhất Cộng Hòa, đó là ông Ngô Đình Diệm ở tại nghĩa trang Lái Thiêu B ở tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái hành trình khám phá tiếp theo. Bye bye.